Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện máy Ecomat. Trong video ngày hôm nay thì Điện máy Ecomat sẽ hướng dẫn cho các bác cách sử dụng hút mùi Benza với model là BZ-480. Với model này thì bảng điều khiển sẽ là cảm ứng các bác nhé. Về cách sử dụng thì có hai cách. Một là các bác có thể ấn bình thường nha các bác nhé. Khi các bác ấn nút nguồn lên này, không nói thì các bác sẽ điều chỉnh mức công suất nhé. Với model này của Benza thì sẽ có 3 mức công suất là nhẹ, vừa và mạnh. Có hệ thống đèn led, các bác có thể bật tắt tùy ý. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là các bác có thể là sử dụng tay của mình để vuốt. Các bác muốn bật thì các bác vuốt sang từ phải, từ trái qua phải để các bác điều chỉnh bật, và các bác có thể điều chỉnh mức công suất. Còn để tắt thì các bác sẽ vuốt ngược lại từ phải qua trái. Các bác vuốt 2 lần liên tiếp thì máy sẽ tự động ngắt luôn. Đây là chế độ rảnh tay các bác nhé. Nếu khi mà các bác tay dính dầu mỡ hoặc tay ướt thì các bác có thể sử dụng chức năng này, rất là hay. Còn về cách vệ sinh thì các bác lưu ý là ở phía dưới của hút mùi sẽ có hệ thống tấm chắn mỡ. Có hai tấm chắn này, các bác hãy thường xuyên là tháo ra để vệ sinh, ngâm, cọ rửa thì nó đảm bảo là hiệu quả hút nó sẽ khỏe các bác nhé. Bên em thì đang có bán một mẫu xịt tẩy rửa đến từ thương hiệu Sofit. Loại này thì tẩy rửa dầu mỡ rất là sạch các bác nhé. Các bác chỉ cần xịt vào, sau đó các bác đẩy một lúc và các bác lau đi thì hoàn toàn là dầu mỡ nó sẽ trôi đi luôn các bác nhé. Cái lọ này thì bên em đang bán với giá chỉ có 100.000 thôi. Các bác muốn mua thì các bác có thể liên hệ trực tiếp đến hotline của bên em là 0243 965 6067. Các bác có thể để lại bình luận ở phía dưới video, bên em sẽ có nhân viên hỗ trợ thêm cho các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.